Chào mừng quý khán giả đến với bản tin tổng hợp sáng thứ 6 ngày 29 tháng 12 của Yêu Bóng Đá 5G. Sau đây là những tin bóng đá nóng hổi vừa mới cập nhật ngày hôm nay. Lionel Messi đăng ảnh khoe body đẹp nhất sự nghiệp ở quê nhà. Lionel Messi hiện đã rời nước Mỹ để cùng vợ và các con trở lại quê nhà Argentina đón Giáng sinh và năm mới. Mặc dù đang trong thời gian nghỉ ngơi, nhưng siêu sao sinh năm 1987 vẫn tích cực tập luyện để duy trì thể lực. Trên Instagram Story hôm 27 tháng 12, anh đăng tải selfie trước gương với vợ trong phòng gym ở quê nhà. Messi cởi trần, mặc quần short in logo tuyển Argentina, bụng 6 múi săn chắc. Đứng bên cạnh người đẹp ba con Antonella cũng khéo léo khoe thân hình cực chuẩn. Người mộ tỏ ra thích thú với hình ảnh mới nhất của Messi. Nhiều bình luận khen M10 có body đẹp nhất trong sự nghiệp. Trước đó khi còn ở Mỹ thì Messi và vợ thường xuyên tập gym cùng nhau. Theo tờ InfoBay Sports Illustrated, Messi vẫn chăm chỉ giữ thể lực, sẵn sàng cho một giải MLS mới. Vợ chồng Messi cũng được nhìn thấy tập thể dục với chuyên gia PT nổi tiếng Brett Contreras. Trong năm 2024, Messi vẫn còn khá nhiều mục tiêu cần chinh phục. Lần gần nhất Messi ra sân thi đấu trong trận thắng 1-0 của tuyển Argentina trước Brazil hôm 22 tháng 11. Man City gật đầu cho Newcastle đón người. Calvin Phillips đã không thể ra sân thường xuyên tại Man City kể từ khi gia nhập câu lạc bộ với giá 45 triệu bảng từ Leeds United vào hồi năm ngoái. Huấn luyện viên Pep Guardiola cũng thừa nhận ông không biết cách sử dụng tiền vệ này, thậm chí xin lỗi vì đã không trao cho anh nhiều cơ hội hơn. Cầu thủ 28 tuổi này mong muốn được cùng tuyển Anh tham dự Euro 2024. Nên anh phải được ra sân thường xuyên để được huấn luyện viên Gareth Southgate triệu tập vào mùa hè năm sau. Juventus đã bày tỏ sự quan tâm đến việc ký hợp đồng với Phillips vào tháng tới. Newcastle cũng theo dõi tiền vệ của Man City để củng cố chiều sâu đội hình cho huấn luyện viên Eddie Howe. Theo TalkSport, Man City sẽ không cản đường Phillips đến Newcastle nếu có thể đạt được thỏa thuận trong kỳ chuyển nhượng tháng riêng. Đầu tuần này có thông tin cho rằng Newcastle tự tin sẽ thuyết phục được The Citizen đồng ý một thỏa thuận cho mượn. Chim chích chòe không có đủ tài chính để mua đứt anh ngay trong tháng 1. Phillips chỉ ra sân trong 12 trận ở Premier League vào mùa trước và chỉ có 4 lần ra sân ở Premier League mùa này. Ngay cả khi Man City thiếu người vì chấn thương, huấn luyện viên Pep cũng e ngại việc sử dụng Phillips. Anh sẽ chỉ còn nửa mùa giải để thể hiện trước khi tam sư chốt đội hình tham dự Euro 2024 tại Đức. Theo Sanzio Mercato, cầu thủ này cũng rất vui nếu được gia nhập Juventus. Man City cũng vậy, vì họ sẽ không phải để cầu thủ của mình tăng cường sức mạnh cho một đối thủ ở Premier League. Nhưng chỉ có Newcastle mới có thể đáp ứng mức giá 40 triệu bảng vào mùa hè. Nếu việc cho mượn diễn ra suôn sẻ, nếu Juventus muốn mua đứt thì chắc chắn họ sẽ phải đề nghị Man City giảm giá vì tài chính khó khăn. Bỏ qua Mbappe, Real Madrid quyết tâm thực hiện thương vụ không ai ngờ. Real Madrid được cho là sẽ hoạt động tích cực vào kỳ chuyển nhượng mùa đông, sẽ mở cửa vào tháng 1 năm 2024. Mục tiêu hàng đầu là một trung vệ để thay thế cho David Alaba, người đã dính chấn thương dây chằng và phải nghỉ hết mùa giải. Đồng thời Los Blancos cũng đang giải quyết các vấn đề quan trọng khác về mặt nhân sự, chẳng hạn như gia hạn với huấn luyện viên Carlo Ancelotti hay chiêu mộ Alphonso Davies hay thậm chí Kylian Mbappe. Tuy nhiên theo tờ AS, Real Madrid sẽ chưa vội kích hoạt quả bom tấn mang tên Mbappe ngay trong tháng riêng. Thay vào đó, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha lại đang muốn chiêu mộ một thủ môn mới. Đội bóng của chủ tịch Florentino Perez đã bắt đầu nhận ra rằng cần chuẩn bị cho tương lai, cụ thể là tìm kiếm người kế nhiệm Thibaut Courtois. Thủ môn 32 tuổi đã bỏ lỡ cả mùa giải này vì chấn thương khiến Real Madrid phải mượn Kepa từ Chelsea về để thay thế. Real Madrid này cũng xác định rõ ràng rằng thủ môn của Chelsea chỉ là phương án chữa cháy bởi anh chỉ nhỏ hơn Courtois 2 tuổi, không phù hợp với chiến lược lâu dài của câu lạc bộ. Trong khi đó, thủ môn dự bị Andriy Lunin, năm nay 24 tuổi, lại không có được sự tin tưởng của ban huấn luyện Los Blancos. Do đó, Real Madrid đã dành thời gian để nghiên cứu thị trường thủ môn ngay từ lúc này. Mục tiêu là một cái tên trẻ tiềm năng, ban đầu dự định sẽ để học hỏi kinh nghiệm từ Courtois trước khi tiến tới cạnh tranh để thay thế đàn anh vào năm 2026, thời điểm mà thủ môn người Bỉ sẽ hết hạn hợp đồng. Một trong số những người gác đền được Los Blancos để mắt tới là Ronaldo Rodriguez, 20 tuổi, thủ môn người Uruguay đang chơi cho Peñarol. MU từ chối bán Greenwood. Theo đó, Quỷ Đỏ từ chối lời đề nghị 40 triệu bảng của Getafe dành cho Mason Greenwood trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Ưu tiên của Man United là duy trì bản hợp đồng cho mượn với Getafe tới hết mùa giải này, trước khi bàn tương lai cho ngôi sao trẻ. Hiện tại Greenwood đang được nhiều đội bóng quan sát phong độ. Danh sách rút gọn quả bóng vàng Việt Nam. Ban tổ chức mới công bố danh sách 5 cái tên rút gọn đề cử quả bóng vàng Việt Nam 2023, bao gồm Tuấn Hải, Hoàng Đức, Văn Lâm, Tấn Tài và Việt Anh. Quang Hải không có tên trong danh sách này. Giải sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 2, 2024 với hai ứng viên hàng đầu là Tuấn Hải và Hoàng Đức. Hà Lan vẫn đang dính chấn thương. Trước suốt người Na Uy vẫn đang phải tập riêng và chưa rõ thời điểm tái xuất sân cỏ. Erling Haaland đã vắng mặt tại giải FIFA Club World Cup mà Man City vừa giành chức vô địch. Huấn luyện viên Pep Guardiola hy vọng Haaland có thể trở lại vào cuối tháng 1. Chelsea muốn đổi Rich James lấy ngôi sao của Real Madrid. Theo Defensor Central, Chelsea sẽ chỉ đồng ý bán đội trưởng Rich James cho Real Madrid nếu đổi lại họ nhận được Federico Valverde.
Ở đầu mùa giải năm nay, rộ lên những tin đồn về việc Los Blancos muốn chiêu mộ Rick James nhằm thay thế Dani Carvajal. Tuy nhiên, tiền sử chấn thương của cầu thủ sinh năm 99 là điều khiến đội bóng Tây Ban Nha phải nghi ngại ngay lúc này. Đặc biệt lại là hoán đổi Valverde, cầu thủ thuộc diện không thể đụng tới tại Bernabeu. Arsenal cần vá vị trí nào để có thể vô địch Premier League? Trung vệ. Trong tay huấn luyện viên Mikel Arteta hiện tại chỉ có hai trung vệ chất lượng nhất là William Saliba và Gabriel Magalhães, khi mà Julian Timber đang chấn thương, còn Jakub Kiwior vẫn tỏ ra quá non nớt. Còn nhớ chấn thương của Saliba và Jesus ở giai đoạn lượt về năm ngoái đã khiến Arsenal đánh mất chức vô địch vào tay Man City, đầy cay đắng. Bài học vẫn còn đó với huấn luyện viên Mikel Arteta và ông không nên quá tự tin vào nhân sự hiện tại. Thực tế, việc ký thêm với một cầu thủ thi đấu ở trung tâm hàng thủ ngay trong tháng riêng không phải là một phương án ngắn hạn, khi mà thực tế hiện tại, Mikel Arteta không có một phương án thay thế đủ chất lượng nếu một người trong bộ đôi Magalhães Saliba dính chấn thương. Bản hợp đồng với một trung vệ mới vào tháng 1 sẽ làm dày thêm lực lượng cho Arsenal trong bối cảnh mà họ phải căng sức trên nhiều đấu trường. Tại Champions League, thầy trò Mikel Arteta sẽ gặp Porto tại vòng knockout. Đây là một mùa giải mà The Gunners được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện. Vì vậy, đội bóng thành London chắc chắn sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất. Tiền đạo cắm. Đây rõ ràng là điều có thể nhận thấy được bằng mắt thường khi Arsenal không có một trung phong đích thực, người có thể đảm bảo chất lượng đầu ra ổn định như Erling Haaland, Robert Lewandowski hay Harry Kane. Gabriel Jesus chưa bao giờ được xem như là một mẫu cầu thủ săn bàn cự phách, thậm chí chính bản thân anh còn từng thừa nhận điều đó. The Gunners cần một mẫu cầu thủ có thể ghi được bàn thắng một cách ổn định tại Premier League và Ivan Toney là người không thể nào phù hợp hơn. Mùa giải trước, chân sút người Anh ghi được 20 bàn sau 33 trận tại Premier League dù thi đấu trong màu áo đội bóng tầm trung như Brentford. Việc bị cấm thi đấu 18 tháng có thể là rào cản lớn nhất của tiền đạo 27 tuổi, nhưng điểm mạnh là anh đã quá quen với môi trường giải ngoại hạng Anh và sở hữu bản năng của một sát thủ vòng cấm. Vì vậy, chỉ cần cho Toney một chút thời gian cùng với khả năng cung cấp bóng tuyệt vời từ Bukayo Saka, Martin Odegaard hay các vệ tinh khác xung quanh, anh có thể sẽ sớm lấy lại được phong độ đỉnh cao. Sở hữu một ngòi nổ trên hàng công sẽ giúp đội bóng của Arteta không bị hụt hơi trong cuộc đua vô địch Premier League. Arsenal đang sở hữu nhiều vệ tinh có thể cung cấp những đường truyền chất lượng vào vòng cấm như Saka, Odegaard, nhưng họ lại thiếu đi một sát thủ đủ tinh tế để tận dụng hoàn toàn những cơ hội đó. Mikel Arteta cần phải có những phương án cấp thiết khi Liverpool vừa tạm thời vượt qua họ để chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng. Nếu không sớm có những sự bổ sung, việc đi vào vết xe đổ ở mùa giải trước hoàn toàn có thể xảy ra. Trên đây là tất tần tật bản tin sáng ngày 29 tháng 12 của kênh Yêu Bóng Đá 5G với những nội dung nóng nhất liên tục được cập nhật. Hãy để lại comment về thông tin bạn thấy đặc sắc nhất và muốn thảo luận cùng các anh em nhé. Xin chào và hẹn sớm gặp lại ở những bản tin tiếp theo.